Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Trung Quốc đang trấn áp tham nhũng và lãng phí công quỹ. Quảng cáo hàng xa xỉ bị cấm chỉ và phô trương sự giàu có gây rủi ro nhiều hơn bao giờ hết cho cả giới chức. Nhưng mặc dù sự chú trọng của chính phủ dồn vào tiết kiệm và nền kinh tế đang trì trệ, nhu cầu hàng cao cấp của Trung Quốc vẫn tiếp tục. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Tại thành phố cảng Thượng Hải giàu có, cửa hàng cao cấp giống như cửa hàng bách hóa. Gần như mỗi góc phố lại có một cửa hàng. Trung Quốc là thị trường lớn thứ nhì trên thế giới với các loại hàng hiệu sang trọng. Nhà phân tích Pablo Moren tỏ ra lạc quan về tương lai. Có dấu hiệu cho thấy kinh tế đang chậm lại, nhưng đồng thời các thương hiệu vẫn tỏ ra khá tự tin. Họ vẫn đầu tư ồ ạt vào Trung Quốc, mở các cửa hiệu mới. Ở Thượng Hải, những thương xá mới bán hàng sang trọng khai trương gần như mỗi tháng. Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng mặt, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giờ đang ở quanh mức 7,5%. Mất mặt vì những vụ tai tiếng làm nổi bật sự giàu có của tầng lớp quyền thế trong Đảng Cộng sản cầm quyền, chính phủ Trung Quốc đã cấm những bữa tiệc xa hoa, tặng quà và phô trương sự giàu có. Dù điều này có thể báo hiệu khó khăn cho những nơi bán hàng cao cấp, ông Moren nói, cho đến nay các công ty vẫn không lo ngại và vẫn tập trung vào những thách thức từ trước đến giờ của những nhãn hiệu sang trọng. Thách thức chủ yếu, cho dù bối cảnh ra sao, quanh một số tranh cãi về vấn đề quà tặng hay tham nhũng, về vấn đề thuế, tôi nghĩ thách thức chính vẫn giữ nguyên, đó là làm thế nào thúc đẩy tiêu thụ ở địa phương và làm thế nào để tìm ra một số lý do để mua hàng ngay trong nước khi người tiêu thụ biết rằng giá đắt hơn. Hàng xa xỉ ở Trung Quốc đắt tiền hơn so với ở nước ngoài vì thuế đánh vào hàng nhập khẩu và thuế tiêu thụ cao. Điều này khiến nhiều người Trung Quốc đi mua sắm ở nước ngoài như châu Âu và Mỹ để được giá hời hơn. Những khách hàng khôn ngoan đó thuộc nhóm những người chuộng hàng xịn giá hời đang tăng trưởng ở Trung Quốc. Ông Ken Grant, người đứng đầu công ty FDKG Insight, nói rằng nhóm người này là đối tượng mà các nhãn hiệu nổi tiếng đang tìm cách hướng tới. Các nhãn hiệu sang trọng đang dốc sức tìm kiếm khách hàng mới, có nghĩa là họ cần phải sáng tạo trong những gì họ làm. Họ cần phải giới thiệu sản phẩm mới. Có lẽ các sản phẩm mà trước đây họ không có. Họ đang mở rộng các mặt hàng và có thể giới thiệu một số sản phẩm giá thấp hơn để thu hút khách hàng mới. Mức cầu cũng đang tăng đối với các sản phẩm xa xỉ của chính Trung Quốc. Phu nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình đã giúp thúc đẩy sự chú ý và thời trang cấp cao của Trung Quốc bằng cách bằng những nhãn hiệu thiết kế nội địa trong những chuyến xuất ngoại của bà. Tập đoàn kinh doanh hàng cao cấp Kering của Pháp đang đổ tiền vào công ty nữ trang Chilin. Nhãn hiệu Shangxia pha trộn thiết kế hiện đại với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhãn hiệu Shangxia của Trung Quốc pha trộn thiết kế và nhà đầu tư lớn nhất là nhãn hiệu cao cấp nổi tiếng của Pháp là Hermès. Không có sự hậu thuẫn đó thì các nhãn hiệu địa phương sẽ khó cạnh tranh hơn nhiều. Họ cần phải bám trụ thị trường đủ lâu và cái khó của họ là liệu họ có đủ sức bám trụ không hay liệu những nhà đầu tư có sẵn sàng đầu tư lâu dài không. Nhiều thương hiệu hạng sang lâu năm đã phải mất hàng chục năm để tạo dựng danh tiếng. Trong một cuộc thăm dò mới đây về những sản phẩm hạng sang được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc, chỉ có một nhãn hiệu của Trung Quốc nằm trong số 50 thương hiệu hàng đầu.